thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Sa-cha-ri chương 10 là lời kêu gọi dân Giu-đa hãy hướng nhìn lên Chúa, thay vì hướng về hình tượng, con người hay những điều tạm bợ của thế gian này. Vì chỉ có Chúa mới là đấng kiểm soát trên cõi tạo vật, và chỉ có Chúa mới là đấng giải cứu và phục hồi cho dân sự. Mở đầu chương 10 là lời kêu gọi dân Giu-đa hãy kêu cầu nơi Đức Giê-hô-va bàn mưa cuối mùa, câu 1. Mưa cuối mùa là thời điểm mà người ta cho rằng sẽ có lượng mưa dồi dào, và tiên tri Sa-cha-ri khẳng định với dân sự rằng chỉ có một mình Đức Giê-hô-va là đấng kiểm soát trên thời tiết, mùa màng. Còn những thần tượng, các thầy bói chỉ nói những lời hư không, rỗng tuếch, hoàn toàn không có năng quyền. Thế nhưng trong quá khứ, những lãnh đạo tôn giáo của Israel lại hay đi tìm đến để cầu hỏi những đồng bóng, phù thủy cùng các thần tượng mà luật pháp ngăn cấm. Chính bởi những điều này đã khiến cho dân Israel tan lạc như những con chiên không người chăn, câu 2. Đó là lý do mà trong câu 3, tiên tri Sa-cha-ri nói đến cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng những kẻ chăn, những nhà lãnh đạo của Israel. Nếu như hình ảnh về người chăn, người lãnh đạo trong câu 3 khiến cho Đức Giê-hô-va phải nổi giận và trừng phạt họ, thì chuyển sang câu 4, tiên tri Sa-cha-ri lại nói về hình ảnh một người chăn gương mẫu được Đức Giê-hô-va dự bị cho dân Ngài từ rất lâu. Ấy là đấng Mê-si-a. Đấng ấy sẽ ra từ nhà Giu-đa. Chúng ta thấy được điều đó qua những hình ảnh trong câu 4. Hình ảnh đá móng góc nhà là hòn đá quan trọng để kết dính các vách lại với nhau, hàm ý chỉ về đấng Mê-si-a. Hay hình ảnh cọc lều chỉ về việc chịu đựng mọi sức nặng, nhờ đó người ta có thể căng lều lên. Còn hình ảnh cung nỏ chiến trận nói đến việc chiến thắng, thất bại. Đây là những hình ảnh ngụ ý về đấng Mê-si-a mà Đức Giê-hô-va đã lên kế hoạch cho dân Israel từ rất lâu. Chính bởi sự sắm sẵn người lãnh đạo đến từ Giu-đa này mà dân sự sẽ dẫm đạp kẻ thù xuống bùn. Họ sẽ chiến thắng hết lần này đến lần khác với sức mạnh đến từ Đức Giê-hô-va. Câu 5. Phần cuối của chương từ câu 6 đến câu 12. Phần này một lần nữa nói đến việc Đức Giê-hô-va sẽ gom bó dân Israel từ khắp nơi, thống nhất họ lại với nhau, và họ sẽ cùng nhau vui mừng trong sức mạnh của Chúa. Điều đặc biệt trong phần này là câu 6 đề cập đến Giu-đa và câu 7 đề cập đến Ê-phra-im, một bên đại diện cho vương quốc phía Nam, một bên đại diện cho vương quốc phía Bắc. Và tiếp theo trong câu 8, tiên tri Sa-cha-ri nói đến việc Chúa sẽ huýt sáo để tập trung họ lại. Điều này hàm ý về sự thống nhất dân tộc. Nếu như trước đây, vì cớ tội lỗi mà Chúa đã rải dân Ngài tan lạc khắp mọi nơi, thì giờ đây, Ngài sẽ dùng tiếng huýt sáo để kêu gọi những con chiên tản lạc khắp nơi ấy trở về. Vì đây là công việc Chúa làm, nên dân sự dù cho có tản lạc nơi đâu, thì Ngài cũng có cách để đem họ về bên Ngài. Sẽ không có một thế lực nào có thể ngăn cản được điều đó, kể cả Egypto, Assyria hay Babylon. Dù cho có lớn mạnh như thế nào, thì các cường quốc đó cũng không có quyền ở trên dân của Ngài. Chúa không những đem họ về bên Ngài thôi, nhưng Ngài còn làm cho họ thêm mạnh lên. Cụm từ ta sẽ được lặp lại 4 lần ở các câu 8, 9, 10, 12, cho thấy đó là việc Chúa làm và không một ai có thể ngăn trở được Ngài. Rồi đây, dân Israel sẽ được gọi về, được thống nhất và vui mừng trong sự hiện diện của Chúa. Câu hỏi suy ngẫm: bạn đang hướng nhìn về ai hay điều gì trong hiện tại? Thank you.
chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của cả vũ trụ này và cũng là chủ của cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con luôn hướng lên nhìn Chúa để cậy trông và biết mình thuộc về Ngài. Xin cho chúng con kinh nghiệm được sức mạnh và sự chiến thắng đến từ nơi Ngài. Xin Chúa đồng hành với chúng con và chúng con trở thành những người mang phúc âm đến những người xung quanh. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.